đi xem pháo hoa gặp lại crush từ thời cấp 1. Hôm mình đi đâu nhỉ? Hôm mình đi xem pháo hoa xong mình gặp crush năm lớp 1 của mình các bạn. À lộn lộn, không phải năm lớp 1, nghe hư hỏng quá. Cấp 1, chính xác là lớp 5. Okay. Thì bây giờ lớp 1 các bạn lại bảo lớp 1 đã biết yêu đương rồi thì hơi hư hỏng không phải? Câu chuyện là như thế này, là hôm đấy mình về quê. Mình cũng định là không đi xem pháo hoa đâu, nhưng mà bởi vì là mọi năm là mình sẽ ở nhà và lên trên tầng xem pháo hoa cùng với cả bố với cả mẹ. Nhưng mà kiểu 2 năm trước là không có pháo hoa nhá. 2 năm trước là dịch cái gì không có pháo hoa thôi. Thì đợt trước là có pháo hoa là mình ở nhà xem với bố mẹ. Còn năm đấy là thằng không nhầm mình nó có người yêu, nó đi xem pháo hoa với cả người yêu. Thế nhưng mà năm nay nó không có người yêu, mình cũng không có ý định xem đâu. Mình định là thôi đấy, mình định ở nhà các thứ rồi đấy. Xong tự dưng hôm đấy thằng Hưng nó lại hỏi là: thế chị có đi xem pháo hoa không? Để em còn biết đấy, để em còn bảo bạn. Xong nó bảo thế, mình kinh nhỉ, tự dưng năm nay lại rủ mình đi xem pháo hoa. Thế xong rồi mình bảo là: thế mày không đi đi với cả bạn à? Sau đó bảo là: thì chị đi thì em đi với chị. Xong mình xong rồi hỏi ra mới biết được là cũng không phải là đi với bạn, mà là năm trước là có người yêu đi với người yêu, bây giờ không có người yêu thì là đi với chị. Thế là mình cứ mà thế tao mày đi. Tại vì là năm nay mẹ mình đau chân, thì mình mẹ mình đau chân thì mình nghĩ là mẹ mình cũng không có trèo lên gác để xem pháo hoa được. Thì chắc là mẹ mình cũng đi ngủ sớm hay gì thì mình mới đi với nó. Chứ năm trước là mình với cả bố mẹ là lên trên tầng, đứng ở trên tầng 2 nhà mình là sẽ xem được pháo hoa, tại vì nhà mình ở ngay thị trấn mà. Thằng Hưng nó bảo thế thì mình cũng đi. Thế là cũng ở nhà xem táo quân các thứ xong, thì nhà cắm nồi cháo ấy, thì xem táo quân xong là cả nhà ăn cháo xong rồi làm cũng mặc quần áo các thứ đi ra phố để xem pháo hoa. Ủa đồng vãi luôn các bạn ạ, mà kiểu quê mình trai xinh gái đẹp nó cứ thế này, nó cứ kiểu lượn lờ lượn lờ đông lắm. Thế xong mình cũng đi xem pháo hoa, xong rồi nói chung là mục đích là để chụp ảnh với pháo hoa cho nó đẹp ấy, mà nói chung là mình lười lắm, mình cũng không muốn chụp lắm, nhưng mà cứ xem lại cái ảnh pháo hoa ngày xưa là Hưng nó có chụp cho mình một cái ảnh với cả pháo hoa nhìn trông dễ thương ấy, thế là mình cũng thích, thế là mình thơ đi chụp cái. Thế là ra đấy xong rồi là kiếm cái góc để chụp, nhưng mà năm trước là chụp thì đứng ở một cái góc mà nó nhiều dây điện thì nó hơi vướng. Năm nay mới quyết định là sang một góc khác. Lúc mà mình với cả Hưng chuẩn bị đi á thì rủ chị Hằng bảo là: thôi chị đi với cả chúng mày đi chứ chả có ai để đi cả. Thế mình bảo là: đi để chuẩn bị đi. Thì Hưng chở mình ra trước, xong một xíu nữa Hưng về chở chị Hằng sau, tại vì chị Hằng ở nhà còn chuẩn bị make up các thứ sau. Thế là Hưng chở mình ra trước, xong một lúc mà mình đứng đấy thì Hưng về đón chị Hằng ấy, thấy có đứa nó đi qua, nó bảo là hai đứa nói chuyện với nhau, có đứa nó bảo là: sang bên này đi, đặt trước sang bên này xem đẹp hơn, tao rút kinh nghiệm rồi. Thì mình nghe thấy thế, tí nữa Hằng Đàm đến thì mình cũng bảo: sang bên này đi, nãy thấy chúng nó bảo là sang bên này xem đẹp hơn. Thế là sang bên đấy, nhưng mà nó đông vãi chuồng luôn, không có chỗ đứng luôn, kiểu đông ơi là đông luôn, tại cái góc của nó đẹp nên là mọi người cứ dồn hết sang bên đấy. Xong rồi xem pháo hoa, xong rồi chụp ảnh các kiểu xong rồi á, mình phát hiện ra là 14 Pro Max địch chụp đẹp vãi ở trường luôn. Thế xong rồi chụp ảnh xong rồi thì là hai ba chị em đi về. Thì đấy cái đoạn lúc đi về á, đang đi về thì mình với cả Hằng Đạp đang đi, xong tự dưng mình kiểu quay sang bên này, xong mình nhìn thấy một ai quen đấy, xong mình kiểu như này, kiểu mình cận nặng lắm, cận tầm 5 độ ấy, nên là nếu mà đứng xa là mình không thấy đâu. Cái đoạn đấy là cũng đứng gần gần đấy, xong mình quay ra mình kiểu sao bạn đấy cũng xong mình xong bạn đấy cũng xong mình kiểu, mình không muốn nói tên, nhưng mà lúc đó mình mà ủa xong rồi kiểu, xong rồi mình phát hiện ra là bạn đấy là bạn đấy về rồi, tức là bạn crush ngày xưa mà mình thích bạn đấy từ hồi lớp 5. Mình thích bạn đấy từ hồi lớp 5, nhưng mà bạn đấy có sang học với cả làm việc, bây giờ là làm việc ở bên Úc ấy. Xong rồi là bạn ấy kiểu lâu không có về á, thì bạn ấy có nhắn tin cho mình cái gì mình không để ý. Bạn ấy bảo là trước đấy là bạn ấy có nhắn tin cho mình tầm 9 giờ tối, bạn ấy có nhắn tin cho mình hỏi mình là có đi xem pháo hoa không, thì mình lại không có để ý điện thoại, mình lại không thấy cái tin nhắn đấy. Thế lúc mà mình gặp bạn đấy thì kiểu mình cũng thấy kiểu vui, tại vì là không nghĩ là sẽ gặp bạn ấy ở đấy. Thế là nói chuyện xong rồi mình bảo bạn ấy là thế mà hỏi bạn ấy xem là hôm nào bạn ấy về, từ hôm nào bạn ấy đi. Xong bạn ấy cũng hỏi mình là hôm nào thì lên Hà Nội, xong mình cũng hỏi bạn ấy là nào rảnh thì ngồi cà phê. Hôm đấy là 30 đúng không? Mùng 1 thì cũng không có nói chuyện gì. Đến mùng 2 thì là bạn ấy nhắn tin chúc mừng chúc Tết mình hay cái gì á, xong rồi mình cũng hỏi bạn xong rồi cũng nói chuyện xong rồi rủ đi cà phê. Thế là tối hôm mùng 2 sao nhỉ? Tối hôm mùng 2 thì mình ngồi cà phê với bạn ý, ngồi nói chuyện, sau ôn lại kỷ niệm. Các bạn có tin không? Mình ngồi trước mặt bạn ý mà mình kể cho bạn ấy nghe là ngày xưa tớ thích cậu từ cái hồi lớp 5 ấy. Kiểu rất là tự tin luôn. Nói chung là mình nghĩ là mấy cái đấy kiểu ngày xưa, nếu mà ngày xưa thì mình sẽ ngại, mình không nói, bây giờ mình cũng không thấy ngại lắm, nên mình cũng kể là ngày xưa cái hồi đấy là học chung trường, thì mình học lớp 6, bạn ấy bắt đầu học lớp 7, bạn ấy bắt đầu chuyển vào trường của mình. Xong rồi ở đấy đại khái là trong khoảng tầm 2-3 năm ở trường ấy, từ lúc mà mình học lớp 6 đến lúc mà mình học lớp 8, lúc mình học lớp 9 thì bạn ấy ra trường rồi. Thì trong 3 năm đấy là kiểu
mình cái trường của mình rất là nhỏ, lúc nào mình cũng nhìn xung quanh để tìm xem bạn đến đâu ấy, kiểu như là lúc nào mình cũng tìm xem là bạn ấy ở chỗ nào, tại vì bạn ấy học trên mình một lớp nên là mình rất là hay nhìn ra sân trường với cả nhìn xung quanh để xem bạn ấy đâu. Ví dụ như là nhìn thấy bóng bạn ấy thì mình sẽ rất là vui. Xong rồi có lần thì thấy bạn ấy đi với cả một bạn nữ khác ở sân trường thì thấy nó cũng cũng buồn buồn. Có lần ngồi ăn bún chả gặp bạn ấy, xong rồi vui mất 3 ngày rồi là các thứ mà mình kể cho bạn ấy nghe luôn, kiểu buồn cười bạn ấy kiểu rất là bất ngờ, bạn ấy không nghĩ là ngày xưa mình thích bạn ấy nhiều như thế luôn ấy, ngày xưa mình thích bạn ấy lắm. Nhưng mà mình cũng giải thích với bạn ấy là đa phần thì cái kiểu thích như thế là do kiểu mình cứ bị ám ảnh với cả đau đớn về cái mà mình không có được ấy. Mình cũng nghĩ là mình không thích bạn ấy nhiều đến cái mức mà như phim ngôn lù ấy là gì đâu, chỉ đơn giản là mình thích bạn ấy nhưng mà mình không có được, mình cũng không dám nói ra ấy, nên là mình thích bạn ấy rất là lâu ấy. Mình cứ kiểu mình cảm thấy cái tình cảm của mình rất là quan trọng ấy, thì lúc ấy mình kể hết bạn ấy luôn. Ôi hồi xưa thích lắm ấy, thích kiểu ý cũng không phải thích lắm nhưng mà mình cũng thích bạn ấy mất mấy năm lận, từ hồi lớp 5 đến tận lớp 9. Lúc mình học lớp 9 là bạn ấy ra khỏi trường, bạn ấy đi du học các thứ rồi không gặp lại nữa thôi. Với cả lúc mình lên lớp 10 mình cũng dễ thương, mình cũng được nhiều anh tán lắm nên là mình cũng bắt đầu kiểu quên dần đi. Thế bạn ấy đêm về chắc mất ngủ á? Đã chắc có kể bạn ấy rồi. Cái hôm mà bắt đầu nói chuyện lại là cũng nói với bạn ấy là ngày xưa thích bạn ấy rồi, nhưng mà chưa kể nhiều như thế thôi. Có hôm nọ là ngồi cà phê kiểu kể hết ra, nói hết ra với bạn ấy là ngày xưa thích bạn ấy như thế nào, ngày xưa thích lắm. Nhưng mà các bạn kiểu không biết tả sao nhỉ, tức là cái hồi mình học lớp 5 là mình đã kiểu như là đã cảm thấy mình với bạn ấy hai thế giới rồi. Tại vì bạn ấy kiểu ở phố nha, bạn ấy trắng trẻo, bạn ấy đẹp trai, bạn ấy cười rất là duyên nữa, kiểu nói chung là trong mắt mình bạn ấy kiểu nói chung là nhìn dễ thương lắm, bạn ấy kiểu dễ thương, bạn ấy đẹp trai, bạn ấy trắng trẻo. Trong mình thì bù già bù dù, nhà mình thì kiểu hồi đấy đâu có điều kiện đâu, mẹ mình cũng chả chăm chút gì cho mình, đâu có quần áo váy vóc gì đâu. Trời ơi, lôi tha lôi thôi, xong rồi bẩn, xong rồi suốt ngày đi bêu nắng nữa, trông vừa xấu vừa bẩn ấy. Xong rồi còn bạn ấy rất là đẹp trai, nhà bạn ấy thì kiểu như là bạn ấy được chăm chút các kiểu ấy, thì trông bạn ấy kiểu gọn gàng, trông đẹp trai lắm, thế là thích lắm. Mình cảm giác là mình đã không có cửa rồi. Xong cái đúng cái thì đến tầm sau đấy thì mình có ý là mình cũng có đi viện rồi các thứ, là mình cũng cảm thấy là kiểu tự ti về nhiều thứ của mình nên là mình cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội nói ra là mình thích bạn ấy. Bây giờ thì ngược lại nhỉ. Bây giờ thì bình thường giờ ngồi nói chuyện với nhau thế bình thường mà mình thấy vui mà, kể lại chuyện ngày xưa vui mà. Hồi đấy kiểu nói chung là mình ngại lắm, mình cảm thấy kiểu lúc ấy mình tự ti đến cái mức mà mình nghĩ là mình không được, không có quyền thích ai cơ. Hồi đấy mình tự ti đến cái mức mà mình cảm giác là mình không có quyền thích ai cả. Mình cảm thấy là nếu mà mình nói ra là mình thích ai thì đều là một điều đáng xấu hổ ấy, kiểu thế. Hồi đấy chênh lệch đẳng cấp ác thiệt chứ. Trời ơi, hồi đấy kiểu chắc là cũng do ám ảnh nữa. Cái hồi cấp 1, hồi lớp 1, lớp 2 là học với cả cái bọn ở phố ấy, kiểu mấy cái đứa ở trong làng như mình là sẽ bị rất là bị xem thường ấy. Tức là mình cảm giác như là mấy cái đứa ở phố ấy rất là chảnh chọe. Bạn ấy là người duy nhất ở phố mà kiểu cũng trắng trẻo đẹp trai nhưng mà lại kiểu dễ gần ấy. Lúc ấy bạn ấy lại hay nói chuyện với mình. Bạn ấy hay nói chuyện với mình và bạn ấy hay cười lắm, rất là thân thiện. Còn mấy cái đứa khác ở phố kiểu nó cứ chảnh chuyện sao ấy, nhưng là mình không có thiện cảm lắm. Thì bạn ấy là người duy nhất mà mình cảm thấy rất có thiện cảm nên mình thích bạn ấy. Bạn ấy có anh ấy có biết chị thích anh ấy thời điểm đấy không á? Không. Trời ơi, mình đã bảo rồi, tức là có nhiều người thích á, là người ta còn để cho đối phương biết hay là còn thể hiện ra. Nhưng mà lúc đấy mình tự ti đến cái mức mà mình cảm thấy là nếu mà ai đấy biết mình thích bạn ấy thì nó rất là xấu hổ. Rất là xấu hổ nên là mình không nói cho ai biết và mình cũng không thể hiện ra. Hồi đấy bạn ấy còn tưởng mình ghét bạn ấy cơ, bởi vì các bạn biết là mình toàn tránh mặt bạn ấy thôi, chả có ai thích người khác mà cứ tránh mặt người ta đúng không? Nhưng mà mình tránh mặt đấy, mình cảm thấy là kiểu bị ngại á. Nên là mình toàn tránh mặt bạn ấy thôi, hồi đấy bạn ấy tưởng mình ghét bạn ấy. Nhưng mà không phải là mình ghét mà là mình ngại nên là mình cứ tránh mặt. Không biết luôn, đến cái lúc mà gặp nói chuyện lại với nhau nói ra thì mới biết là thích à. Chuyến xe bất ổn và chú Grab tính nóng như binh chi linh. Kể mọi người là hôm nay mình có bắt một chiếc Grab, tại vì là hôm nay là có buổi cà phê cùng với cả anh chị ở cái The Coffee House ở Thái Hà ấy. Okay. Thì lúc chiều tối mình bắt xe về, mình bắt được chú Grab mà kiểu lúc đầu cũng nhìn cũng bình thường lắm, cũng nhẹ nhàng lắm, cũng hỏi là kiểu về Kim Giang hả? Thì mình bảo vâng, thế xong rồi là lên xe về thôi. Thì là kiểu như là đi ghê lắm, luồn lách tạc đầu ô tô các kiểu luôn. Xong đến cái đoạn ngã tư là, tại vì các bạn biết là cái đoạn ngã tư sở là bây giờ không đi thẳng được nữa, mà một là lên cầu, hai là mình không biết tại sao không lên cầu, chắc lại tắc đường hay như nào, ông đi ở dưới như ông đi vòng vèo ấy.
tại vì ở dưới là chặn đường rồi, muốn đi là phải đi vòng lên cái đường láng xong quay đầu các kiểu ấy. Ông toàn đi kiểu như là toàn đi đi sai đường các kiểu thôi, toàn phạm luật thôi à. Để đi cho nhanh mà Grab mà, xong rồi là xong rồi về đến cái đoạn gần nhà mình là cái đoạn hàng Hoàng Đạo Thành ấy, cái ngã ba Hoàng Đạo Thành thì cái tầm chiều tối ở chỗ ấy đông vậy luôn, đông lắm. Gần đoạn ngã ba đấy thôi nhá là gặp, tức là sao chả hai cái đường là một đường đi chiều này, một đường đi chiều này đúng không? Đấy, một một đường đi một đường về á. Thì ông này ông ấy không muốn đi đường phía trong tại vì là tắc đường, ông đi ra ngoài. Ông đi ra ngoài thì lấn sang làn bên kia. Thì cái làn bên kia có một cái xe buýt đi ngược lại các bạn ạ, tức là hai cái xe nó chạm vào đầu nhau luôn. Nên lúc ấy mình tưởng là mẹ tết này là thôi đứt rồi, không về được với bố mẹ rồi. Là cái xe buýt nó đi ngược lại mà không ai nhường ai luôn. Ông này thì cứ tông thẳng đầu xe buýt thôi, sợ với luôn. Thế xong rồi là chạm vào nhau rồi nhá, mẹ mình tưởng là quả đấy là quả. Thế xong rồi thế là sao mình kiểu mặt mình trợn lên, mình sợ lắm rồi á. Mình sợ lắm rồi, xong rồi là lúc ấy là mình đang run rồi. Xong rồi đi thêm một đoạn đến một tí rồi đến ngã ba thì là có một cái xe ba gác nó đi từ trong Hoàng Đạo Thành ra, còn ông Grab là anh Grab là chở mình đi thẳng. Thế xong rồi là quẹt ông ấy tạt đầu cái xe ba gác đấy, xong ông ba gác quay lại chửi mẹ mày, xong rồi ông này cũng mẹ mày, trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ôi mẹ, chửi xong rồi mình kiểu mình kiểu như là, tức là chửi phải chửi rõ ràng rành mạch lắm, mình không dám chửi bậy ở đây, nhưng mà ông ấy chửi kiểu như là chửi đờ mờ mờ nhưng mà chửi rõ ràng, không sai chính tả nào mà chửi rất là dứt khoát luôn, rất là hùng hồn luôn. Mình giật cả mình luôn, tức là cái ông ba gác kia vừa chửi phát mẹ mày phát là ông này quay lại chửi mẹ ba từ rõ ràng rành mạch luôn, chửi thẳng luôn mà chửi nhanh lắm, kiểu như là phản xạ ấy. Xong rồi mình kiểu mắt mình cười, xong rồi mình kiểu như là người mình cứng đờ. Xong rồi ông vừa chửi xong ông quay lại ông hỏi mình là ngõ hả? Xong rồi không dám nói gì luôn, sợ luôn, kiểu như là một dạ hai vâng luôn. Từ cái đoạn nghe ông ấy chửi xong cái là một dạ hai vâng, không dám nói gì luôn. Mẹ cứ tạt đầu xe buýt, tạt đầu ô tô, xong rồi là chửi nhau với người ta thôi. Mà lâu lắm mình mới thấy cái cảnh chửi nhau ngoài đường ấy, tại vì là mình sợ ấy. Trước sao đợt trước là mình đi với ai nhỉ, như kiểu thằng bạn mình hay sao ấy, nó kiểu như là nó sang đường xong rồi là có cái xe mà suýt quẹt vào nó, thì xong rồi nó cũng quay lại mặt nó cọc cọc cọc, xong mình bảo thôi mẹ chẳng may gặp ai mà giang hồ hay là hổ báo nó xuống nó xiên nó cái thì quá tội, lỡ chẳng may tông người ta sai thì cũng kệ đi 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 đấy, bây giờ có chửi nhau làm gì thế mới thôi. Chứ mà mình sợ ấy, kiểu chửi nhau ngoài đường lắm, xong rồi là đến lúc mà không kiềm chế được quay ra xiên nhau sợ vãi cứt. Mà mình gặp chú Grab kiểu chửi chửi kinh nghiệm nó gọn gàng lắm à, chửi đến cái nỗi mà giật cả mình luôn, mà cứng đầu người luôn, không dám phản ứng gì luôn. Mình không kịp trả lời, mình không kịp gì luôn ấy. Xong rồi hỏi thì mình chỉ có vâng vâng dạ dạ thôi. Mình sợ mấy cái kiểu ẩu đả xích mích ngoài đường, xong rồi chuyện bé xé ra to lắm. Ví dụ như là chuyện nó chả có gì, va quẹt một tí thôi nhưng mà không ai chịu xin lỗi, ai cũng kiểu như gân cổ lên cãi nhau chửi nhau ấy, xong rồi đấm nhau, xong bắt đầu mẹ dùng vũ lực rồi đánh đấm rồi xiên sụp rồi sợ vãi luôn. Nên là tôi tốt nhất là đi ra ngoài đường ấy, mạnh ai để đi thôi, sợ là bảo vệ bản thân mình thôi. Mày